hình chớp. Ví dụ, cho hình chớp đều XABCD có mặt bên tạo với đáy một góc 60 độ, tính thể tích hình chớp XABCD và khoảng cách từ A đến phẳng SBC. Câu A là hình chớp XABCD đều có ABCD là hình vuông và AB bằng 2A. Câu B, AB bằng 2 căn 3A và câu C là AB bằng 3A. Giải. Đây là hình chớp đều XABCD, ABCD là hình vuông, O là tâm của ABCD, SO là đường cao của hình chớp. Góc giữa mặt bên và mặt phẳng đáy là 60 độ. Đó là góc SMO. M là trung điểm BC, OM vuông góc với BC. Góc 60 độ đó là SMO là 60. Ta có ABCD là hình vuông, diện tích của ABCD nó bằng AB hình phương và nó bằng là AB là 2A và diện tích ABCD là 4A hình phương. Góc giữa mặt phẳng mặt bên và mặt phẳng đáy là 60, đó là góc SMO. Ta có tan 60 nó bằng là SO chia OM, tan lấy đối chia kề, đối lấy SO, kề là OM. Từ đây suy ra được SO là bằng OM nhân tan 60 thì nó bằng là căn 3A. OM là bằng 1 phần 2 AB thì OM nó bằng là A thì SO nó bằng căn 3A. Từ đây tao tính được thể tích của hình chớp SABCD nó bằng 1 phần 3 diện tích đáy nhân chiều cao. Diện tích đáy là diện tích SABCD là 4.000 phương, chiều cao là SO là căn 3A. Thì tao tính được thể tích của hình chớp. Khoảng cách từ A đến SBC, đầu tiên là ta kẻ OK vuông góc với SM thì OK là khoảng cách từ O đến SBC và OK được tính theo công thức. Đó là OK thì nó bằng là SO nhân OM chia căn bậc 2 của SO bình cộng OM bình. Thì ta tính được OK nó bằng là căn 3 phần 2A. OK là khoảng cách từ O đến SBC. Do AC bằng 2 lần OC cho nên khoảng cách từ A đến SBC nó bằng 2 lần khoảng cách từ O đến SBC. Vậy khoảng cách từ A đến SBC nó bằng là 2 nhân căn 3 phần 2 và nó bằng là căn 2 căn 3 phần 2A. Câu B là cho hình chớp đều XABCD có mặt bên tạo với đáy một góc 60 độ và AB nó bằng 2 căn 3A. Giải. Đây là hình chớp đều XABCD. O là tâm của ABCD, SO là đường cao của hình chớp. Góc giữa mặt bên và mặt phẳng đáy đó là góc SMO. Vậy góc SMO là 60 độ. Ta có ABCD là hình vuông thì diện tích của ABCD nó bằng là cạnh bình, nó bằng AB hình phương. Với AB là 2 căn 3A thì diện tích của ABCD nó bằng 12A hình phương. OM thì bằng 1 phần 2 AB. AB là 2 căn 3A thì OM nó là căn 3A. Từ đây ta có góc giữa mặt bên và phẳng đáy là 60, tức là góc SMO là 60. Ta có tan 60 thì bằng SO chia OM. Tan lấy đối chia kề, đối lấy SO, kề là OM. Từ đây ta tính được SO bằng OM nhân tan 60 thì SO nó sẽ bằng là 3A. Vậy thể tích hình chớp SABCD nó bằng là 1 phần 3 diện tích đáy nhân chiều cao. Diện tích đáy là diện tích của ABCD, nó là 12A hình phương, chiều cao là SO là 3A. Thì ta tính được thể tích hình chớp. Ta kẻ OK vuông góc với SM thì OK nó chính là khoảng cách từ O đến một phẳng SBC và OK được tính theo công thức. Đó là OK thì nó bằng là SO nhân OM chia căn bậc 2 của SO bình cộng OM bình. Thì ta tính được OK. SO thì nó bằng là 3A, còn OM thì nó bằng 1 phần 2 AB. AB là 2 căn 3A thì OM nó bằng là căn 3A. Vậy ta tính được là khoảng cách từ O đến phẳng SBC nó sẽ bằng là 3 phần 2A. Do AC nó gấp 2 lần OC cho nên khoảng cách từ A đến SBC nó gấp 2 lần khoảng cách từ O đến SBC. Vậy khoảng cách từ A đến SBC nó sẽ bằng là 2 lần khoảng cách từ O đến SBC, tức là 2 lần OK. Vậy khoảng cách từ A đến SBC nó sẽ bằng là 3 phần 2A. Ví dụ, cho hình chớp SABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A. Đáy nhỏ AB, đáy lớn CD. AB bằng AD và góc BCD bằng 30 độ. XA vuông góc với đáy, mặt phẳng SCD tạo với đáy một góc 60 độ. Tính thể tích hình chớp SABCD.
ABCD. Câu A là AB nó bằng là 2A. Câu B là AB bằng 2 căn 3A và câu C AB bằng 3A. Giải. Đây là hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thang vuông. Vuông tại A. Và thang vuông này có đáy nhỏ là AB và đáy lớn là CD. SA vuông góc với đáy, cho nên SA chính là chiều cao của hình chóp. Góc giữa mặt phẳng SCD. Góc giữa mặt phẳng SCD và đáy là 60 độ. SCD, mặt phẳng SCD và đáy. Thì góc giữa mặt phẳng SCD và đáy là góc SDA. Góc SDA là góc giữa SCD và đáy. Ta có giao tuyến của SCD và đáy chính là CD. Chính là CD. Ta từ chân đường cao A ta kẻ vuông góc với CD. Nó sẽ là AD, vuông góc với CD tại D. Thì góc giữa SCD và đáy nó là góc SDA. Đây góc SDA là 60 độ. Hình thang ABCD nó có góc BCD. BCD là 30 độ. Thì góc BCD bằng 30 độ ta có là tan 30 nó sẽ bằng là BH chia cho CH. Đây là BH chia CH. Thì tan của góc BCD nó là góc BCH. Tan với đối chia kề, đối là BH, kề là CH. Từ đây ta tính được CH nó sẽ bằng là 2 căn 3 A. Do BH thì nó bằng là AD. AD thì nó bằng là AB và nó bằng là 2A. Thì ta tính được CH nó bằng là 2 căn 3 A. Có CH thì ta lại tính được cái chiều cao của hình chóp là SA. Đây là góc giữa mặt SCD và đáy chính là góc SDA, nó là 60 độ. Tan 60 thì bằng đối chia kề, đối tan của SDA là bằng đối, đối là SA chia kề là AD. AD thì bằng AB theo giả thuyết nó bằng là 2A. Ta tính được chiều cao của hình chóp SA nó bằng là 2 căn 3A. Diện tích của hình thang thì nó bằng là diện tích tam giác. Diện tích hình thang thì nó bằng là diện tích tam giác là BHC. BCH nó cộng cho diện tích hình chữ nhật A BHD. Diện tích hình thang thì bằng tổng hai cái diện tích đó là diện tích tam giác BCH và diện tích hình chữ nhật đó là ABHC. Thì ta tính được diện tích của hình thang nó sẽ bằng là diện tích tam giác BCH là tam giác vuông thì nó bằng 1/2 tích hai cạnh góc vuông, tức là 1/2 BH nhân cho CH. BH thì nó bằng là AD. AD thì bằng AB, nó bằng 2A. Còn CH thì nó bằng là 2 căn 3 A. Ta tính được diện tích của tam giác BCH nó bằng 1/2 BH nhân CH. Còn diện tích của hình chữ nhật là ABHC thì nó bằng là AD nhân cho AD nhân cho DH. Hay là AD nhân cho AB, AD nhân cho AB, AB nhân AD. Để ta tính được diện tích của hình thang cộng lại và nó bằng là 4 cộng 2 căn 3 A phương. Vậy thể tích của hình chóp SABCD nó bằng là 1/3 diện tích đáy nhân chiều cao. Diện tích đáy là diện tích của hình thang ABCD, nó bằng là 4 cộng 2 căn 3 A phương. Và chiều cao của hình chóp này chính là SA là 2 căn 3 A. Vậy tính được thể tích hình chóp nó là 8 căn 3 cộng 12/3 A lý thừa 3. Câu B là cho hình chóp ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A. Mặt phẳng CD tạo đáy góc 60 và AB bằng 2 căn 3A. Giải. Đây là hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A. Tại A và D đấy. AB là đáy nhỏ và CD là đáy lớn.
SA vuông góc với đáy thì SA là chiều cao của hình chóp, và SA ta sẽ mặt bên là SCD tạo đáy góc 60, nó chính là góc SDA. SDA ta có là SCD, giao của SCD và một phần đáy nó có giao tuyến là CD. Từ chân đường cao là A, ta kẻ vuông góc với giao tuyến là CD, thì ta có là đó là đường AD. Và cái góc SDA nó là góc giữa SCD và đáy, nó là 60 độ. Hình thang ABCD nó có là cái góc BCD bằng 30. Ta kẻ BH vuông góc với CD thì góc BCH nó chính là 30 độ. Ta có tan 30 là tan của góc BCH, tan lấy đối chia kề, đối là BH chia kề là CH. BH thì nó bằng AD, AD thì bằng AB, AB là bằng 2 căn 3A. Từ đây ta tính được CH nó sẽ bằng là 6A. Có được CH thì ta có thể tính được CD thì nó bằng là CH cộng cho HD. HD chính là bằng AB, do ABCD, AB, HD là hình chữ nhật. Mặt khác là góc giữa SCD và đáy là 60, tức là góc SDA là 60, thì ta có tan 60 độ, tan của góc SDA nó bằng đối là SA chia kề là AD. Vậy ta tính được SA nó bằng là AD nhân tan 60. Thì AD thì bằng AB bằng 2 căn 3A, thì ta tính được SA nó bằng là 6A. Diện tích của hình thang ABCD nó bằng là diện tích của hình chữ nhật ABHD cộng cho diện tích tam giác là BCH. Diện tích tam giác BCH là tam giác vuông, nó bằng 1 phần 2 BH nhân cho CH. BH thì nó bằng là AD, mà AD thì bằng AB bằng 2 căn 3A. Còn CH thì nó bằng là 6A. Diện tích tam giác BCH nó bằng 1 phần 2 BH nhân CH. Ta tính được diện tích tam giác BCH. Và diện tích hình chữ nhật là ABHD thì nó bằng là diện tích hình chữ nhật ABHD thì bằng là AB nhân cho AD. Và diện tích hình thang ABCD thì nó bằng diện tích hình chữ nhật ABHD cộng cho diện tích của tam giác BCH. Thì nó bằng là 12 cộng 6 căn 3 A phương. Vậy thể tích của hình chóp ABCD nó bằng 1 phần 3 diện tích đáy nhân chiều cao. 1 phần 3 diện tích đáy. Diện tích đáy là diện tích của hình thang ABCH, ABCD. Và chiều cao của hình chóp chính là SA. Vậy cái thể tích của nó là 24 cộng 12 căn 3 A lý thừa 3.